Đây mở đầu Quy Tài Vlog xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hôm nay mình chia sẻ ở sân bóng xã Tân Bắc, sân vận động xã Tân Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ở đây ngay chỗ sân bóng này, bên kia là trường có bao bao giờ của xã Tân Bắc quý vị. Cái đây đoàn mình đang đứng ở ngoài đường. Đứng ngoài đường ngay cái hè đây, ngay sân bóng đây. Người ta hôm nay là ngày 28. Bây giờ cũng cả là 7:30 quý vị. Người dân ta cũng đoàn đi mua bông rai rai. Tại quê hương mình này người ta không có đi sớm, ta đi cũng từ từ thôi. Hôm nay là cái ngày 28 thì còn 2 ngày nữa, 28 tháng 12 2019, còn 2 ngày nữa bước qua năm Canh Tý, Tết Canh Tý của truyền dân tộc Việt Nam là 2020. Thì còn 2 ngày nữa thì bông số bông này mình nghĩ thì người ta sẽ bón hết trong 2 ngày nữa thôi. Là ngày 28 và ngày 29 và 30. Tại vì người dân Tây Lòm hôm nay người ta nghỉ nhà nước và công ty người ta mới nghỉ quý vị. Thì ở đây mình quay quý vị chỗ này là cái chỗ mà bón bông. Bông của bón mai vườn Tình Hiệp. Người ta mua bông, ta chiêm ngưỡng bông rất là nhiều, cho lựa những cây bông mà có. Ở năm nay thì có những cây bông mới quý vị, bông mai là mới nha quý vị, ở Nha Trang về. Thì giá nó cũng bình dân nhưng mà nó có lẫn những loại bông cánh rất là nhiều. Bông mai cúc quý vị, mai cúc thì nó nhiều nhiều cánh quý vị. Tới mười mấy cánh, mai cúc tới 12-13 cánh đúng không anh? 18 cánh quý vị, mai cúc quý vị 18 cánh. Hồi nãy có một cây ở đây mình quay cho người ta mua này quý vị, thấy cái ghế không còn. Cây mai thì mình mua, mình cây cúc thì mình mua cũng 300 ngàn một chậu đâu quý vị, mà mình chạy xài xong một năm mình bỏ rồi. Còn cây mai là mình xài miết, hết năm này mình xài năm kia. Còn ơn mình bón lại mình cũng quỳ giống quý vị. Nếu mà gặp đồ anh bón mình có lời nữa cũng có nữa. Đâu quý vị thấy anh Thạch Bay 6 Vlog anh quay hai cái máy, anh mới mua cái máy mới, anh ngồi anh quay chế độ ban đêm rồi rất là rầu đậu quý vị. Ở đây là cây mai thất đũa. Thất đũa rất là đẹp quý vị, nhưng mà chúng ta có nhà lào chúng ta sẽ để cho nó thất đũa xuống dưới. Nó hoàng xuống dưới nhìn rất đẹp. Này quý vị, đây là cây mai này là giá là 4 triệu quý vị, đây là 4 triệu cây này. Mấy cây này rất đẹp quý vị. Cái này mua cây ta mua rồi anh, cây ta mua rồi anh. Mua nhiêu với anh? Cây mai giống mai cúc của anh. Năm nay người ta hồi nãy mà bón một cây mai cúc, bây giờ bón cây mai cúc nữa quý vị. Sao mai cúc nó bóp nó tròn tròn quý vị ơi. Bóp nó tròn nghe, mà nó cánh nó tới 18 cánh luôn quý vị. 120 cánh không em? Nếu mà nạo ra thấy 120 cánh. Cái bóp nó nhỏ nhỏ thôi, mà nếu mình nã thấy là 120 cánh đúng không vậy. Mình nó nã lần đầu ra thì một tầng á, một tầng của nó là 18 cánh. Một tầng là 18 cánh, nhưng mà hết luôn là 100 mấy. 120. Là cái này cái cánh nó ra rất là nhiều vậy, mà bóp nó tròn tròn như vậy. Nhiều người á quê mình ta mua ta lấy cái giống cái gì ấy, bữa ta lấy cái hậu cái gì nó ra bông, lấy cái hậu về em về trồng. Cây mai thì chúng ta xài được nhiều năm rồi, gặp đồ chúng ta bón kiếm lời vẫn được. anh Thạch và sau Vlog cái gì vậy thằng đó, anh bọn của mình đó. Đây là máy HG đi mua mà bông mai Tết của vậy. Vô cái lựa thảo má, đừng có để tới 30 cái lựa.
Đúng rồi, bữa nay lựa thì có nhiều, nó đẹp hơn không vậy? Nhiều cây nó đẹp hơn. À, của những người bán bông. Ồ vậy đây, cây này mua đem về nè quý vị tham. Mai cốt quý vị ơi, mai cốt rất đẹp nghe. Búp nó tròn tròn rất đẹp quý vị. Mai cốt này rất đẹp nha, búp tròn. Cây này đẹp ha quý vị. Đó nha, búp tròn quay ha. Này xe anh ấy xe khó anh chở luôn quý vị ơi. Thấy 2 triệu rưỡi thì lớn chứ 2 triệu rưỡi mà. Mấy năm. Sợ có gì đâu, chào nhạo cho mấy. Mà cây này ông ngày bón lại cũng ăn có lợi. Ở chơi đỏ rồi bón lại cũng lại vô. Mai cúc mà mai này mai mới mà. Đây là nguyên gốc là nó ở Bến Tre nó tiền ra nha. Ui cậu giải chát cứu rồi. Cây đây mua có 2 triệu rưỡi à, 2 triệu rưỡi không anh? Mai cúc, mai cúc tới 18 cánh mà nếu một lần nở, mà nếu nở hết luôn là tới 120 cánh nè. 120 cánh mai cúc, bông cúc là búp của nó là búp tròn. Đếm rồi à. Anh này anh biết. Anh này anh trồng bông anh biết này, anh này anh chia sẻ nó như vậy cho mình cũng thấy cái mai cúc là lần đầu về huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Sợ tầm bét này, mai cúc này mới về đây quý vị. Em đã về nhà chồng. Em đã lấy xe máy thôi. Đúng rồi. Bây giờ người ta là mua. Mai coi miết mà ghiền luôn mà. Coi miết cây nó cũng đẹp ấy. Cây thế nào à cho anh. Cây nó cũng đẹp ấy mà cao dòng tái dòng lưu, cây nó cũng đẹp ấy, cây nó cũng ưng ý ấy. Mà mua hết luôn cho nó. Mua chục cây luôn. Chúng ta quý vị, chúng ta mua mai á, cây mai thì nó mỗi năm này nó mỗi lớn, mà mỗi lớn thì nó cây nó có giá trị, như chúng ta mua bất động sản ấy quý vị. Đó. Bây giờ tình mình đâu đợi. Mỗi năm thì nó mỗi to ra, mà mỗi to ra thì chúng ta là chúng ta xài rồi ăn chơi không ăn thì bón cũng có tiền. Đó, nó lên giá mấy cho nó không có xuống giá quý vị. Đây ta thắp đèn nó xoắn xuống. Ủa cây này nở đẹp quá hề. Ủa cây này sao mà ủa cái bông nó cánh nhiều quá mê. Mai cúc. À mai cúc anh. Dạ. Ủa vậy mai cúc này quý vị. Ủa lần đầu tiên mình thấy này. Đó. Cánh nó rất là nhiều quý vị, bình thường 5 cánh thôi. Ở đây rất là nhiều cánh nè quý vị thấy không? Nó nở ra rất là đẹp nha. Đây là cây mai cúc nè quý vị. Ồ bên này cũng nhiều cây rất đẹp. Đó, như vậy thấy cái cây này nè là đây mai vàng 5 cánh. Đó, còn bên đó là mai cúc quý vị, mai cúc cánh nhiều lắm không. Sao rất là nhiều vậy, nhiều cây rất là đẹp, gió thế rồi nhìn rất là đẹp. Đó, ở đây những cái cây này thì gió bón bình dân thôi, có mấy cây này là nó hơi quá đẹp thôi, nó gió nó hơi câu này. Anh chọn ở đâu thì ở đây ở Bình Định ở đâu này? Ủa mấy cây đẹp vậy. Ủa bây giờ người ta mấy đầu tay đi mua quá trời này. Quá là nhiều. Ủa vậy này. Giờ là bố vào cái đó. Được,
Đó. Mai cúc quý vị. Cây này anh này anh bón cây mai mai cúc. Bông rất đẹp quý vị nha. Đó, bây giờ đoàn bỏ xe ta chở về luôn, ta giao nó cũng gọn quý vị. À đúng rồi. Đó quý vị thấy cái mai cúc đẹp không, nó nở. Ngồi lên đó, mai này mới quy nhơn về mà mới quý vị. À, được liền không? Đây mới về xã Tịnh Bác, tỉnh Quảng Ngãi năm nay quý vị, Nguyễn Sơn Tịnh. Tịnh Sơn Bờ Động, xã Tịnh Bác, Nguyễn Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi quý vị. Mời em trong ngàn đó quý vị ơi. Kiếm chào anh. À, chị Nam mua mấy cúc mà về lấy cái giống đó nè. Chủ yếu bón về mua về lấy cái giống đây. Đó. Đúng rồi. Lấy cái giống mai cúc này, lấy cái hậu quá ăn trồng. Sao nào lấy cái hậu trồng á. Đúng rồi, cái hậu trồng về là lấy cái giống này. Không có gì thôi, mà này anh mua 900 ngàn. Nguyên cái chậu luôn nha. Nguyên cái chậu luôn. Nó mới tặng ổ mòn nè. Lúc qua thì còn lao lắm. Lúc đồng. Lúc đồng rồi lấy nước bọt. Lấy nước bọt, đút kim cương. À. Ở đây quý vị nãy mình quay cây mai cúc ngay chỗ đây, bây giờ người ta mua rồi quý vị thấy không? Đó, ngày mai cúc mình vừa quay ra mua liền. Là mua lấy về lấy cái giống. À. Mai này tới mười mấy cánh luôn mà, thường thường năm cánh mà sao thấy mười mấy cánh luôn à. À đó. Quá trời luôn mai cánh quá trời luôn, bây giờ mai anh trồng sao mà bông cánh nhiều, rất là nhiều quý vị. À. Nhiều cây uống rất là đẹp nha, uống thế rồi đẹp. Cây này nhỏ nhỏ mà thế rễ cũng nhiều mà đẹp quý vị. Cây này đẹp đấy chứ anh. Cây đây nếu mà anh bón cả 12 triệu không? Anh ấy 10 triệu thôi nè. Đó, 10 triệu thì sau bữa công viên quán trường thành phố Quảng Ngãi quý vị thì giá nó rẻ hơn 2 triệu quý vị. Cây bữa cả này thôi, người ta bón liền. Bữa em hỏi ông ngon em vừa bón mất rồi. 12 triệu. Cây là cả này thôi. Đó, 12 triệu. Đó, cây này quý vị. Đoàn bón ở sân bóng xã Tịnh Bác, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Giá là 10 triệu thôi quý vị. Mai xuân năm cánh. Đó, nhiều nhánh, y như một cây thông. Rất đẹp quý vị, mỗi cái cụ chỏ là có một cái nhánh ra đều vòng tròn. Rất là hay. Họ đều với nhau, đều toán hết. Búp rất là nhiều. Búp nguyên cây luôn quý vị, rất đẹp. Đó, vừa để cái nhà chúng ta không gian vừa. Ở quê mình khó của thành phố quá vậy. Người ta cái đặc điểm của người ta là để cuối thường thường cuối ngày tao mới mua. Đó, ta co ngay ngon hết rồi cuối ngày tao mới lấy quý vị. Đó. À. Có nhiều cây cũng rất đẹp nha quý vị. À, nhiều cây rất là đẹp. Phía bên này mấy cây này cũng đẹp nè. Cây này giá nó rẻ hơn nè. Đó, cây này nó nhỏ giá nó rẻ hơn. Đó. Đó. Cây này thì từ từ nó cũng mạnh như mấy cái kia thôi. Đó, nó to ra lần. Mỗi năm nó mỗi lớn ra nè, giá nó còn giá nó có giá thôi. Bây giờ mua đất vậy. Như mua đất vậy nó lớn lần này có tiền tiếp. Bón là cũng có tiền chứ không phải như cúc trai qua Tết rồi có dục. Thấy không? Đó. Rất là đẹp không quý vị. Năm nay mai cũng có gió không quý vị. Cho nên là người dân ta cũng nắm bắt cái thị hiếu của cái giá trị của cây mai của những ngày xuân. Cho nên người ta cũng là chăm chút vô
cái cây mai để phục vụ những ngày Tết cho người dân, để chúng người dân mua là biếu tặng, rồi trang trí trong những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam chúng ta. Thôi video tới đây mình xin chậm dừng. Cảm ơn quý vị, anh chị, các bạn đã theo dõi video. Có gì hay quý vị hãy đăng ký và chia sẻ video này để Phi Tài Vlog có thêm động lực để làm những video hay hơn. Xin chào quý vị.